Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ nguồn thủy lực đa năng hai chiều. Ở đây có nghĩa là có chiều đẩy và chiều kéo đấy. Cây ben thì có các cỡ là chiều dài là từ 200, 300, 400 và 500. Các loại dài hơn thì phải đặt hàng thì mới có. Cái nguồn này thì sử dụng cái buli bơm là buli đai bản B các bạn nhé. Đai bản B là đai lớn ấy, thì các bạn đi mua dây đai thì các bạn cứ dây cora ấy, thì các bạn cứ bỏ bán cho cái loại dây đai bản B thì người ta sẽ đưa cho mình. Còn chiều dài bao nhiêu thì tùy theo máy móc. Đấy. Thì cây ben này là cây ben 5 tấn. Nó có đường kính là 63, đường kính ngoài là 63. Đường kính trong của cây ben thì tí nữa mình sẽ gửi cho các bạn cái thông số của cây ben này, các cái kích thước chiều dài, kích thước cơ sở và tải trọng. Tải trọng ở đây thì tùy theo cái áp lực bơm thì nó sẽ cho ra lực đẩy khác nhau. Mình sẽ gửi cho các bạn một cái bảng công thức đấy. Cây ben này thì nó sử dụng cái ốc 18 đấy. Và các bạn lưu ý các cái đầu ốc, đầu dây dầu này thì mặc định bên mình bán dây dầu là 1 mét. Các bạn có nhu cầu mua dây 2 mét ấy, thì bên mình sẽ bán cho các bạn loại 2 mét. Đấy. Cái loại van tác động hai chiều này thì nó có một chiều các bạn kéo ra đây. Thì bình thường các bạn để không tác động cái này thì bơm nó sẽ tuần hoàn lên cái bình này. Thì khi các bạn kéo như thế này thì nó sẽ đẩy lên. Các bạn kéo như này thì nó đẩy xuống. Nếu như các bạn kéo lên mà nó lại xuống, mà kéo xuống thì nó lại lên ấy. Thì các bạn chỉ cần đảo cái dây này ở cái vị trí hai đầu cây ben này. Và các bạn đảo vị trí hai cái này thì nó sẽ lên xuống theo ý của mình, thì nó dễ thao tác. Có nghĩa là các bạn thao tác mà lên thì nó lại xuống, mà xuống thì nó lại lên thì nó ngược. Hay nhầm thì các bạn chỉ cần đảo cái đầu ống dây này là xong thôi. Đấy. Cái này thì nó rất là đa năng, thì các bạn có thể thiết bị rất là nhiều các cái loại vào đây và được. Đấy. Các cái thông số áp lực và kích thước của cây ben này thì bên mình sẽ gửi cho các bạn xem sau. Ở trong phần cuối video. Đấy. Ngoài ra thì bên mình có cả loại cây ben mà nó có mặt bích ở trên này để các bạn làm máy ép thủy lực đấy. Thì cái cây ben đó thì bên mình đang hết hàng, thì tầm vài bữa nữa là có hàng thì các bạn liên hệ lại. Chiều dài các cỡ 1 mét cũng có, làm máy ép thủy lực cỡ nhỏ thôi các bạn nhé, chứ còn cỡ lớn thì bên mình không có cây ben cỡ lớn, nó là dạng đặc chủng rồi đấy. Một trọn bộ thì như thế này, các bạn có thể không mua cây ben dây dầu và ốc dầu thì tùy các bạn. Cái áp lực của cái ống này có thể chịu được là 21 MPa. Đấy. Thì các bạn xem video của mình thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo ngay khi có video mới đăng lên. Cái đường kính buli này thì nó đường kính của nó là 120. Khoảng 120. Đấy, các bạn làm xe máy hay là làm gì nó yếu thì các bạn có thể tăng đường kính này lên. Hiện tại thì bên mình không có đường kính lớn hơn. Các bạn có thể đi mua ngoài hoặc là gia công lại thì tùy. Nhưng mà mặc định của cái thằng này là 120.